Hello mấy bác nhá, giờ internet có đủ loại luôn mấy bác, sóc, nhãn, trâu, quế tím, bảo hỷ và cầm cù và nhất điểm hồng, trứng bướm và cầm báo. Đó. Bây giờ em sẽ lên món đa châu rời hình số 1. Đầu tiên là 150k cho một cây. Đây. Đó. Cây thứ hai, cây thứ ba. Có cây rời có cây không nha mấy bác nhá, à có cây héo có cây không nha. Mùa này là hàng nguyên bản thì đã héo rồi, càng rời thì càng héo nhá. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó, 6 7. Cây này thì ngon này, cây này thì không héo luôn. 7 cây, cây rễ là em cắt rồi nhá, cắt để gọn hơn để nó lu su, chứ không cắt rễ là nó nhìn nhiều lắm, nhìn to lắm. Và hình số 2 là cây sốc 200k cho một cây. Đây là lỗi la đây nhá, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây. Ao, cái này nhầm, cái này trâu, thôi bỏ hình số 1 luôn nha hai bác nha. Bảy cây, tám cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây và hai cây này chất lượng nha. Đây, tiêu trả 5 cặp lá luôn nhá. 611 lá với đột đó, đúng bài luôn em này. Nó quá là chất luôn nhá, một cây này. Cây này bản lá dài to này, hai cây, ba cây này. Đó, đơn số này là đơn số 2. Sóc. Và đơn số 3. Đơn số 3 là quế tím 150k cho hình số 3. Một cây nguyên bản này, hai cây này, đó, bản lá rất đẹp luôn. Ba cây này, cái này vàng khè luôn này. Bốn cây này, năm cây này, vòi hoa ra rất dài nhá. Sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, mười cây, 11 cây, 12 cây nguyên bản nhá. Mười cây, 11 cây thôi, cây này nhỏ thì bỏ đi. Rồi thì một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nói chung là rời là 40 nhá. Nguyên bản là 12 khúc rồi nhá. Đó. Có 150 thôi. Và đơn số 4, đơn số 4 thì trứng bướm 100k, hay một con, hai con, ba con, và còn bốn con, năm con, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 con đó. Và nhất điểm hồng 1 bụi, 2 bụi, 3 bụi, 4 bụi, 5 bụi, 6 bụi, 7 bụi nha. Bụi này to này, nó có 100k thôi, quá là dễ yêu thương luôn. Cho hình số 4. Hình số 5. Hình số 5 thì nhạn nha. Hình số 5 thì 150k cho một cây. Đây, rất là đẹp luôn. Đó. Một cây, hai cây. Ba cây. Ba cây. Đó, cái này thì bản lá to này, thì tội heo thôi. 150k hình số 5. Và hình số 6 là quế tím nha. Quế tím 200k nguyên bản hết nha. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây. Cây này thì có 2 cây, khúc này thì có 2 cây luôn. Đó, cây này thì rất là đẹp luôn. Đó, 5 cây, vòi hoa ra rất dài nha. 1 2 3 4 5 6 này, 7 này,
8 này, 9 này, cái khúc thứ 9 này, cây này rất tuyệt vời này, nó khúc thứ 9 thì có 3 cây một chỗ, 10, 11, đó, cây này thì cùng 2 cây luôn, 12, 13, 14, 15, 16, cây này thì vòi hoa ra rất dài này, 17, 17 nha, 17 cây này nó ra hoa rất dài luôn, và hình số này là hình số 6. Và hình số 7 là 100k cho sóc. Đó, cho cầm báo nha. Ba cặp lá đây đang ra nụ đây. Nó mà lá như thế này nha, nó thân dừa nha, cực kỳ thân dừa luôn, nguyên bản to luôn. Đó 100k hình số 7. Và hình số 8 là cầm cụ. Cầm cụ là 100k cho hình số 8. Một khúc này. Đó mà lá rất là ok luôn nha. Và khúc thứ hai này càng tuyệt vời nữa. Đây chúng ta về treo luôn. Cái này là cây cầm xe rất là chất lượng nha. Đây lõi đây, đó gỗ này là lõi hơi bị ngon luôn. Nói chung là không thể mục được, về mai mốt là nó mục cái giác là thành lụa luôn. Đó cây này, cây cầm xe làm lụa đấy mày bác. Được cho cái này 100k. Đó cho hình số 8 và hình số 9 cũng 150k cho bụi này, rất là đẹp. Nói chung là nó chùm luôn, rất là đẹp và to. Đó bụi này đây 150k cho hình số 9. Và hình số 10 thì đai châu nguyên bản là 220k. Đó, một cây héo nha mấy bác nha, không sao nhưng mà nguyên bản càng ok. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây. Đó, 13 cây là hình số 10. Và hình số 11 là hình đai châu luôn, là 200k cho hình số 11. Cây này to hơn ít hơn đây. Đó, cây này to hơn ít hơn, một cây, 2 cây, 3 cây. Nó héo hết mùa này nha mấy bác nha, nhưng mà về chăm rất là tốt nha. 3 cây, 4 cây. Đường gân thì ok luôn. Rất là ok luôn nha. 4 cây, 5 cây. Đó, 5 cây thế này là 200k cho hình số 11. Hình số 12 cũng 220k luôn. Cho một cây này. 2 cây. Cây này thì có 2 cây chung một thể. 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Đó, 220k. Chỉ có mua cây này thì có cả rêu nha mấy bác nha. Chỉ gọi là mùa khô này giá mới bèo nha mấy bác nha. Và tận mười mấy đến 20 cây mới được 200k. Còn mùa mưa là nó xanh tươi đẹp thì 3 cây là 200 rồi nhá. 3 4 cây là 200 rồi. Đó, nên là các bác các cụ các cô chú anh chị của mình đam mê yêu lan, cả đất nước Việt Nam mình, cả tổ quốc Việt Nam mình, thì bây giờ thì nên sưu tầm và chăm sóc. Tới mùa mưa rồi cho hoa là rất là đúng bài, với lại cũng đang rẻ tiền. Nói chung là nó héo thì mất công mấy bác chăm thì phải rẻ tiền nhá. Đó, cho nên là mời cả nhà của mình chơi và sưu tầm. Và đơn số 13 là 250k. Đơn này thì nó to hơn. Đó, một cây năm nay đã cho hoa đây, thành quả đây. 2 cây. Đó. Đây quả luôn. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. Đó, cây mấy cây này thì to. Đó, 250k cho hình số 15. Và hình số 13 chứ, cái này là hình số 14 là rời tiếp. Hình số 14 là rời. Rời thì nhiều hơn cây nha mấy bác nha. Đây 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13, 14, 15 cây, 15, 6 cây á. Do hình số này là 14, 200k.
220k nhá mấy bác nha, xin lỗi mấy bác nha. Và hình số 15 này hai cái to 200k, cho khúc của cũng to chất lượng luôn. Cái đầu tiên là đây, cái này đó, đó khúc của cái này to một cây này. Cái này, này là mùa này thôi héo này, mấy bác về chăm là cái này rất là to nhá, đây lối đây nhẹ nhá, nó và héo top nha, cho nên là giá rất yêu thương. Cây này mùa mưa thì nó cũng tầm 300 đến 400 là chắc chắn luôn. Cây này một cây nguyên một cây này. Giờ thì héo quá trời luôn nên là về mới bắt chăm. Đó, 200k cho đơn 15. Và đơn 16 là 100k. Và đây là lan bà hủy nha, rất là nhiều khúc nha, đang ra hoa rồi. Đó, một khúc này, hai khúc. Và rời, đây là rời một bó, hai bó này. Bó thứ ba này là bó to nha mấy bác nha, bó to và dài khủng luôn. Đó. Bó thứ ba và nguyên bản thì một khúc, hai khúc. Và cái này là khúc to này là ba bụi luôn. Đó, chúng ta về treo đúng bài luôn. Đây. Và 3 rồi 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12. 12 khúc nguyên bản nha, chỉ có 100k thôi. Quá là giá yêu thương lắm nha. Cho hình số 16. Và hình số 17 là trâu. Trâu là 200k cho hàng rời. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, 10 cây, 11, 12 cây nhá, 12 cây mấy bác. Đó, 200k cho hình số 17. Và hình số 18 thì 250k cái loại này thì to hơn, đó, giá tiền nó sẽ cao hơn. Đây, đó, một cây, hai cây, ba cây, đó cây này thì thân dừa to mập, ba cây, bốn cây, năm cây, đó, năm cây này là 250k luôn, cây này loại này là to này. Và hình số 19 là hình số 19 là hình số này, 200k cho trâu rời luôn. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, cây này thì không héo này, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, 10 cây. Đó, 10 cây rồi. Và hình số 20 nhá mấy bác nhá, nhạn 250k cho hai cây. Đây, một cây thân dừa, nói chung là năm nay chắc chắn sẽ cho hoa bản lá cứng đây. Đó, bản lá cứng nha, ba cặp lá, một cây, hai cây, cái này thì được 5 cặp lá này. 250k cho hình số 20. Và hình số 21, 21 là 350k luôn nha, cho trâu gọi là Mitsu. Đó, cái này siêu VIP luôn, chứ cái này là không được nguyên bản này, được nguyên bản thì quá là chất lượng luôn, bản lá to nha. Cái này bản lá này phải được 6cm này, đó, 4 ngón của em luôn. Mà cái này nếu mà nguyên bản thì phải rất tầm 700. Tại mùa này mà đã không héo rồi còn lá dày và to. Đây, cho mấy bác xem. Đó, lá dày và to mà được 5 lá. Đù, rất là dòng này thì bao phê bao khỏi chê luôn nha. Đó, rất tuyệt vời luôn. Mà rồi, đó, em này sẽ nằm là 350k cho hình 21 và hình 22. Hình 22 thì 250k cũng ba cái trâu rời to nha. Đó, héo thôi nhìn vậy, còn không héo thì rất là chất lượng luôn. Một cây, hai cây, nó bản lá to đây, nó bản lá rất là to luôn, to gọi là tương đối bằng cái kia luôn. Nhưng mà cái này thì héo, nó cái này héo, cái này là chỉ giá bèo thôi. Nó hai cây và cây thứ ba đây, đây một gang tay của em đây, nó cả đo cả chiều dài là phải 50 nha. Đó, ba cây 250k cho hình số 22. Và hình số 23 là cầm cù là 100k cho một khúc, chúng ta về bó chậu thế này, đó rất là đẹp luôn nha. Đó, một khúc, hai khúc đây cũng bó chậu luôn, rất đẹp đây. Ba khúc, bốn khúc, cái khúc này rất là gọn này, tiện lợi luôn, nó nhẹ nhàng luôn. Đây, bản lá xanh tươi đẹp, nó bài luôn. Ba khúc 100k thôi. Và hình số 24 cũng là cầm cù luôn, cũng 100k luôn, cái này cũng ba khúc luôn, chúng ta về đặt vào chậu luôn. Đó, đây một khúc này, khúc thứ hai thì
hệ dài thế này nha, chúng ta có thể bỏ thế này rồi cho lúng lắng nha, nó rất là ok luôn, xanh tươi rất là đẹp mắt luôn. Và khúc cuối cùng là khúc thứ ba đây, bỏ trong chậu luôn, nó khỏi phải là này kia đúng bài đoạn đây, bản lá rất là đẹp luôn. Đó, cho hình này là hình 24 100k và hình 25 là trâu rời nhá, 300k, cái trâu rời này, bao trâu rời to. Đây một cây. Rồi, cái này thì bé nhất này. Một cây này, thân dừa đây. Và cây thứ hai, đấy, 5 lá. Rồi cây này rất là to này, nhưng tội là heo top thôi. Và cây thứ tư, đây, cây này bản lá dài đây. Còn theo em thì thích hoa dài thì cứ chơi dòng lá dài nhá. Cái này là đuôi cây này, mới ra hoa là từ cỡ này là tàn. Nếu không là nó phải như mấy cây này là phải cho hoa cho quả, còn xanh tươi cái này là chưa được cho hoa này, đã tàn này. Đó, cái này là đuôi này. Đó, bản lá đây rất là dài nhá. Ok luôn. 300k cho hình số 25 và hình số 26 thì 270k. Trâu này thì nhỏ hơn và nhưng mà nó lại được cũng được đẹp thân dừa. Đó, một cây. Hai cây, cái này thì không héo này. Cái thứ hai là đường gân thì rất ok và to không héo nha. Cái thứ hai là không héo này, rất là ok luôn. Cái thứ ba, cái này cũng héo nhưng mà vẫn đỡ. Cũng hai cặp lá luôn. Và hình số 27 là cũng công cụ luôn, 100k cho một khúc đây. Đó, rất là đẹp luôn, bản lá nha, rất là đẹp luôn. Hai khúc và ba khúc, bốn khúc luôn. Đó, bốn khúc thế này là 100k cho hình số 27 và hình số 28 cuối cùng là 100k cho cầm cù và bảo hỷ nha, lan rất hoa rất là đẹp đây. Đó, và cây nào cũng ra vòi hoa hết, cây này thì tới miền Bắc này là sẽ ra này. Đó, bản lá thì ok luôn, khúc của thì ok luôn. Đó, hàng cuối cùng em review cho mấy bác á là không lên đơn. Đầu tiên là em sẽ lên quế tím đột biến, kẻ lá vừa kẻ vừa xuất luôn, rất là bao đẹp luôn. Đây đây nha mấy bác nha. Đó, có kẻ vàng luôn nha. Đây, tại vì cam em không được nét thôi này. Có kẻ vàng, kẻ tím, kẻ đen luôn. Đây, đường kẻ vàng thì có hai đường. Đây lên này cũng có hai đường đây. Và thân này, đọt đây, nó lên này. Đây, cái này thì tím bên này. Rất là ok luôn. Có lên kẻ vàng ngon lành nhá, nhưng mà nó không đậm thôi. Nuôi lâu thì nó dần dần nó sẽ đậm thôi, tại vì nó bắt đầu gọi là mờ dần thì nó mới lên được đậm, chứ mà đậm luôn thì nó đẻ ra đậm luôn thì cũng không có, chứ không có lan nào mà bắt đầu ra thì nó đậm luôn, nó phải từ nhạt rồi lên đậm nó mới đó. Còn cây đai châu gọi là cây này là quá là VIP luôn. Nói chung là mùa này thì một là khó lắm đây, rất là đỏ xuyên luôn nha. Lá nào nếu mà ví dụ lá đọt thôi mà đỏ thì không sao, đây cả lá chân lá gì đọt hết và đường kẻ vàng đây rất là rõ nét nha. Đó, cái cam em nhìn nó không đó, nhưng mà em nhìn ngoài thì rất là ok rồi này. Đó, gọi là đỏ không thể nói luôn nha, đỏ xuyên luôn, đó có đường gân vàng luôn đây. Hai cây này thì bác nào ưng cây nào thì IB nhá, alo trực tiếp cho số điện thoại em nhá, 0387338255. Cây này thì nhiều tiền này, cây này thì nhiều tiền nhá mấy bác nhá. Đó, nhỏ xíu thôi mà nhiều tiền nhá. Rồi, Tamanet xin chào toàn thể các bác cô chú anh chị của mình nhá, chúc mấy bác cô chú anh chị của mình đam mê lan rừng và mọi miền tổ quốc. Chào tất cả mấy bác.